ôm đi, con ôm. Con ôm đi. Có muốn nuôi không? Bữa sau mình mua về nuôi nào. Không sao đâu, mẹ ôm là nó cắn mẹ đâu, con yêu vào, ôm nhẹ nhàng em vào. Nó không cắn đâu con. Hay á, cái này con này hay á, phù hợp với lại diện tích nhà á, để đầu tư được á. Đấy, cặp mà nó sinh ra nó khác, đúng không? Tự mình sinh ra ấy, là nó... Bán giống là 800 à? 800 một ký, con này 8-9 lạng rồi, 8 lạng rồi này. Còn mua thịt bán thịt là 500 thôi à? Ừ, bán thịt chỉ được 500 thôi, do giống nó khác thịt chứ. Em thấy cái mô hình này ở đây mới có, ngoài Hà Nội nó nuôi nhiều lắm. Ở đây, ở Gia Lai. Ra anh có tiền thu mua. Anh có bán không em? Anh bán cho anh tiện mấy con, anh tiện mua, anh tiện mua. Chê. Tê. Tê xe cà là cà rùa. Hoặc là ví dụ nặng quá không ăn thì mà nước bắt xe hơn một hộp đó. Con hiểu chưa? Nhắm mắt là người ăn này. Ừ, nó đang ăn đây. Tí nữa đi ra ra ăn đi vậy. Nó đang gặm. Nó đang gặm. Con này có hung không đây? Mẹ ơi. Con ra không được nhưng mà. Mẹ ơi, gạch này mua gạch ấy à? Phải gọi em 25.000 một tấm. Chứ mua gạch chúng ta từ máy xin nhé. Gạch này gạch dư miếng này. Không phải gạch dư miếng đâu, gạch trưng bày. Em thấy không? Toàn mã số rồi này. Gạch để họ trưng bày, em hiểu không? Trưng bày ấy, họ cho để trưng bày để quảng cáo gạch. Nè, em thấy không? Mấy gạch mà có đây, khác cái đồ dáng là gạch trưng bày toàn bộ hết nên họ bán rẻ lắm. Nhảy giống này, đây. Nhảy chứ. Nó ghê lắm. Đó. Nó nhảy phải liên tục phải 10 ngày cơ mà. Tại sao lại như thế? Một lần không được à? Ừ, một lần chưa nó không đậu em. Ví dụ như không có khi nào nó đậu rồi là con cái nó không cho nhảy nữa. À. Nó ăn rồi này. Nói xíu đi mà răng rồi này. Hay chứ hả? Vui chứ. Tắt mẹ rồi con này. À bữa nay dọn đây ở đây hả? Ừ, ở đây rồi. Ở không, bữa nào ăn chung được thế nào chứ. Ăn được. Phòng ngủ không hả? Ở trên kia có phòng hả? Hay là phòng? Đâu phòng, hai phòng rồi ông nằm với à. Bà với hai mấy đứa nhỏ mẹ. À, đây là con mẹ nè. Ở anh đâu rồi? Đang ngủ con mẹ. Có thích nuôi con này không? Có, con thích nuôi con nhỏ. Con nhỏ dễ thương hơn. Con nhỏ đây nè.